Mùa hè của bạn thế nào? Đó có thể là những chuyến đi. Chúng tôi đang ở tại tảng đá Nguyệt Khối. Ok nhất Việt Nam. Đó có thể là những trải nghiệm chưa từng có. Mình sẽ thực hiện một cái hành trình từ sông ra biển. Hay những điều mới lạ lần đầu học hỏi và khám phá. Nhưng mùa hè của bạn có thể ý nghĩa hơn rất nhiều nếu như đi để phủ xanh đất nước, trải nghiệm để về kể cho lũ trẻ nghe, hy vọng là có thể đóng góp được một chút công sức cho cộng đồng và cho xã hội. Hãy học hỏi, khám phá và tạo ra nhiều giá trị cho cộng đồng. Mùa hè đang rực rỡ ở khắp mọi nơi. Mùa hè sôi động với nhiều người có thể là những chuyến du lịch ở các địa điểm du lịch, lên núi xuống biển để tìm những trải nghiệm mới. Tuy nhiên mùa hè trong một góc nhìn khác của các bạn trẻ cũng là lên rừng xuống biển, thậm chí là vượt ra cả ngoài biên giới đến với những quốc gia khác và mang thêm những giá trị ý nghĩa cho cộng đồng, cho xã hội. Chúng tôi gọi đó là mùa hè rực rỡ. Thưa quý vị, đến với một vùng đất mới, khám phá và thưởng lãm cảnh đẹp ở điểm đến, quý vị còn muốn làm điều gì cho mảnh đất ấy không ạ? Với thông điệp, nếu yêu Việt Nam, hãy yêu môi trường, có hai bạn trẻ đã kết hợp chuyến đi du lịch của mình để làm những điều ý nghĩa cho vùng đất mà họ đến. Vừa qua, Minh Tân và Đức Tuấn đã có một chuyến du lịch đặc biệt với mong muốn lan tỏa tình yêu môi trường. 100 ngày tụi em đi trồng cây, tỉnh nào tụi em cũng sẽ ghé trồng. Với tổng quãng đường di chuyển 8.000 km. Khi mà chúng ta đi du lịch, chúng ta cũng thích những cái nơi nó mát mẻ, những cái nơi nó đẹp đẽ với cái màu xanh của cây cối nhiều hơn. Cái việc trồng cây này đó là cái hành động cụ thể nhất mà tụi mình có thể làm. Tại các tỉnh thành, hai bạn trẻ tìm các vườn ươm để mua cây giống địa phương, lựa chọn những loại cây hợp với thổ nhưỡng, thuận lợi cho sự phát triển của cây tại vùng đất đó. Ví dụ như là những anh chị mà bán cây cho tụi mình thì họ giảm giá rất là nhiều, sau đó thì họ tặng luôn cây cho tụi mình, tặng thêm cây. Và có những anh chị là chủ của những homestay, ví dụ như ở trên Gia Lai, không lấy tiền tụi mình luôn, tại vì khi mà biết được hành động ý nghĩa của tụi mình. Trở về từ hành trình trồng cây, ở Little Việt Nam thường xuyên có những buổi trò chuyện, chia sẻ, lan tỏa thông điệp nếu yêu Việt Nam hay yêu môi trường đến nhiều hơn các bạn trẻ yêu môi trường. Em thấy mọi người đi du lịch thì kiểu người ta cắm trại xong rồi người ta vứt rác ở đó. Rồi, nhưng mà hai anh thì là với một cái ý nghĩa là đi mà vừa trồng cây mà lại không dùng những cái vật dụng mà không thân thiện với môi trường. Nên là em cảm thấy rất là thú vị. Không có ai thuê tụi mình, trái đất cũng chẳng lên tiếng với tụi mình. Tụi mình chỉ cố gắng sắp xếp thời gian, tài chính và sức khỏe để bảo vệ môi trường du lịch Việt Nam một chút mà thôi. Mùa hè rực rỡ của những người trẻ luôn được tô thêm những sắc màu bởi những dự án thiện nguyện đầy ý nghĩa. Hãy tiếp tục tìm hiểu thêm những sắc màu trong bức tranh mùa hè ấy cùng phóng viên Mạnh Cường. Xin kính chào quý vị khán giả. Mùa hè, mùa của những trải nghiệm. Và nếu như quý vị đã quá nhàm chán với những chuyến đi du lịch rồi thì ngày hôm nay sẽ gợi ý với quý vị top 4 trải nghiệm thú vị nhất trong mùa hè theo lăng kính của chúng tôi nhé. Thứ nhất là hãy tham gia vào tour thám hiểm vườn quốc gia Pù Mát cùng với biệt đội chuyên ngăn chặn, chống săn bắt động vật hoang dã. Bên cạnh việc được thả mình trong không gian xanh mát, bạn còn được bonus thêm một vài những cái trải nghiệm có 102 như là bị bắt cắn hay là ngủ lán giữa rừng. Bạn sẽ được rèn luyện thể thao với chiếc ba lô 17kg trên lưng, bao gồm võng, màn, gạo, mì tôm, nước mắm, dầu ăn hay là cá khô, và sẽ được học kỹ năng phá khóa, gỡ bẫy rất là khéo léo và giải cứu được rất là nhiều thú rừng. Thứ hai là lặn biển trông san hô cùng với đội cứu hộ sinh vật biển xa xa. Bạn sẽ được 8 tiếng một ngày và 7 ngày một tuần ngâm mình trong nước biển để tái tạo lại hệ sinh thái dưới đáy đại dương. Và nếu như muốn về quê để ngửi mùi của cánh đồng lúa chín và rèn luyện thể thao thì hãy thử cách thứ ba nhé. Hãy cùng về để tham gia vào một lớp võ của võ sư mang tên là Võ Văn Tuệ ở xã Xuân Châu, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Không chỉ học võ đâu, các bạn còn được giao lưu với 80 em nhỏ dễ thương, có bạn từ Nha Trang ra đây để học võ luôn. Và chưa hết, nếu như còn sức nhá, thì buổi chiều học võ, buổi tối quý vị còn có thể học múa quạt cơ. Và tất cả thì tất nhiên đều miễn phí. Và trải nghiệm cuối cùng thì xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi những hình ảnh này. Chắc là cũng không cần phải nói nhiều đâu ạ.
cảnh thì đẹp, trẻ em thì dễ thương. Ngày thả diều, tối ngồi xem phim giữa lưng trường đồi. Còn gì bằng phải không ạ? Đó là một chuyến đi của nhóm Nụ Cười Hồng Đà Nẵng, những người trẻ mang rạp chiếu phim lên vùng cao. Hè thích nhất là đi tắm biển, tắm hồ hay tắm sông, nhưng mà đi cùng với đó cũng là những nguy cơ đuối nước khi bất cẩn. Nhiều vụ tai nạn đuối nước thương tâm cũng đã xảy ra. Nhưng mà cũng từ đó thì nhiều anh hùng đời thường cũng đã xuất hiện. Đó có thể là một trung tá cảnh sát, anh Thái Ngô Hiếu cứu được 4 người đuối nước ở biển Vũng Tàu. Cũng có thể là 3 em học sinh cứu cụ bà 70 tuổi bị đuối nước ở Hải Phòng. Hay là một chiến sĩ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Tuyên Quang mang tên là Quang Ngọc Hoàng, người đã cứu 100 em nhỏ trong đêm mưa lũ tại Tuyên Quang. Anh cũng đã nhận được thư khen của Bộ trưởng Bộ Công an và bằng khen của Công an tỉnh. Như phóng viên Mạnh Cường cũng vừa chia sẻ cùng với quý vị, mùa hè là thời điểm mà chúng ta lắng nghe thêm nhiều những thông tin liên quan đến các vụ việc đuối nước thương tâm của trẻ em khi đi bơi tại các sông, hồ hay là biển. Làm sao để giảm thiểu tình trạng này để trẻ em tự bảo vệ mình khi vui chơi trong dịp hè cũng là trăn trở của nhiều người. Trong đó có các thành viên của nhóm Bơi Khám Phá, những người trẻ thực hiện dự án Tình Yêu Sông Hồng, dạy bơi miễn phí cho trẻ em dọc theo con sông này. Và chúng ta sẽ cùng gặp gỡ những người đang tâm huyết với dự án trong phóng sự sau đây. Bạn đã biết bơi chưa? Ở Việt Nam, một năm có sắp xỉ 3.000 cháu bị tai nạn đuối nước. Và càng những cháu tự cho là mình biết bơi thì lại càng có nguy cơ bị đuối nước. Bạn có thể bơi được ở trong biển bơi, không có nghĩa là bạn có thể ra ngoài sông hồ ao biển để có thể bơi được. Và đó là lý do Tình Yêu Sông Hồng ra đời. Nào có nhớ không? Tình Yêu Sông Hồng, dự án của cộng đồng Bơi Khám Phá là tâm huyết của những người trẻ. Đứng đầu là anh Nguyễn Ngọc Khánh, với lộ trình dạy bơi miễn phí cho trẻ em 10 tỉnh thành dọc sông Hồng từ Lào Cai đến Thái Bình. Trong những buổi chia sẻ của hành trình Tình Yêu Sông Hồng thì chúng tôi thường phổ biến các kiến thức giúp cho các cháu tránh khỏi những ngộ nhận về biết bơi. Thứ hai là họ sẽ nắm được các kiến thức về an toàn nước, về sơ cấp cứu. Cuối cùng là chúng tôi sẽ đưa cho họ những cái biện pháp an toàn khi họ ra môi trường sông nước hoặc là biển. Từ đây hàng tuần, nhóm thực hiện những buổi dạy bơi miễn phí ở khu vực bãi đá sông Hồng cho bất cứ em nhỏ nào muốn tham gia, đặc biệt là những bạn nhỏ ở gần sông. Dù là miễn phí thì giáo án được chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Tôi muốn là khoảng thời gian mà các cháu, các con ra ngoài này với tôi sẽ là khoảng thời gian vui nhất. Tôi sẽ tạo một số các hoạt động để các cháu có thể chơi, có phần thưởng luôn. Đấy, thì các cháu rất thích có phần thưởng. Ví dụ như đồ ăn, đồ uống, hoặc một số các cái vật phẩm mà trong khả năng tôi có thể có được. Cho đến nay, Tình Yêu Sông Hồng đã đi được đến 7 trên 10 tỉnh thành trong lộ trình của mình. Và đến mỗi nơi, họ lại để lại những ấn tượng đặc biệt. Như hôm nay là với các bạn nhỏ tại tỉnh Phú Thọ. Các bác hướng dẫn cho con biết là phải thở như thế nào và quạt tay như thế nào, đạp chân như thế nào. Khi các bạn cảm nhận được như thế rồi, các bạn bơi rồi thì các bạn rất là hào hứng. Buổi hôm sau chỉ mong là bác ơi thế hôm này đi ra mấy giờ, hôm này con ra nhá. Sau hôm nay con đã mạnh dạn hơn và con có thể bơi ở biển, ở hồ ạ. Con sẽ dạy các bạn bơi để mọi người biết bơi ạ. Tương lai hành trình này sẽ không chỉ dừng lại ở sông Hồng mà sẽ còn phát triển, mở rộng ra nhiều nơi trên cả nước. Còn với những em nhỏ, anh Khánh không chỉ là một người thầy, anh còn là một người bạn, một thần tượng của các em. Con thấy chú Khánh rất giống Aquaman ạ. Giống chú như Aquaman ấy. Vâng, có thể thấy là bằng nhiệt huyết của tuổi trẻ cũng như là tấm lòng hướng đến cộng đồng thì những người Việt trẻ đang mang đến cho chúng ta một bức tranh thiện nguyện mùa hè thật là đẹp, thật là rực rỡ, phải không anh Phúc? Đúng là như vậy, mà tôi tin rằng là không chỉ có mùa hè của họ rực rỡ thôi đâu mà những con người mà chúng ta gặp gỡ trong tiêu điểm ngày hôm nay, họ sẽ luôn tìm cách để tô thêm cho bốn mùa cuộc đời của mình và cuộc đời của cả xã hội thêm rực rỡ hơn.